Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, người dân thủ đô được đón cuối tuần với tiết trời tương đối dễ chịu. Trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 33 độ. Tối và đêm nay, các khu vực ở Hà Nội sẽ có mưa rào và rải rác có dông, diễn ra cục bộ ở tại một số khu vực với lượng mưa trung bình là từ 10 đến 30mm. Riêng khu vực các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, lượng mưa có thể đạt là trên 30mm. Nhiệt độ hạ hơn so với ban ngày, phổ biến trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Sang đến ngày mai, do vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên thời tiết không có nhiều khác biệt so với ngày hôm nay. Ban ngày trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ là từ 27 đến 32 độ. Đến chiều và tối mai, khả năng vẫn tiếp tục xảy ra mưa dông nhưng lượng mưa không đáng kể. Hình thái thời tiết này được dự báo sẽ duy trì đến thứ tư tuần sau. Thời tiết chủ đạo ban ngày là nhiều mây, có nắng, tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 cho tới 33 độ. Thời tiết tối nay và mai khá lý tưởng và ủng hộ cho khán giả đi xem hai đêm diễn của những cô gái xinh đẹp đến từ Hàn Quốc, nhóm nhạc Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, để yên tâm thưởng thức trọn vẹn đêm diễn hứa hẹn ấn tượng này, quý vị cũng lưu ý là mang theo ô, mũ, áo mưa, dự phòng những cơn mưa bất chợt có thể xuất hiện. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ xuống tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín xuống đến Mỹ Đức với nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là từ 26 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 cho tới 32 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.